Vâng, em Hero xin mến chào toàn thể bác nhá. Thì như hôm nay thì Hero mình vừa lên được vài bộ cấu hình ở đây sự kiện chuyên nghiệp cho phụ các anh em chơi, và sắp tới thì cũng rất nhiều các bộ combo cực kỳ hợp lý. Nói chung là bao cùng là sản phẩm, cùng chất lượng, một bao cái mức giá cực kỳ tốt nhất thị trường, cũng như là hỗ trợ setup miễn phí cho anh em. Thì như thì bên em thì có kỹ thuật, đây là anh Dũng vừa là quản lý ở đây, cũng như là nhà điều hành khu mảng sự kiện bên Hiếu Minh Auto nhá. Anh em có nhu cầu thì liên hệ anh Dũng nhá. Thì ở đây cái biển đâu nhỉ? Chú ơi, chú cái biển và anh để đâu nhỉ? Đây. Có hai số điện thoại nhá. Em bây giờ cứ chạy bên này bên kia thôi các bạn. Thì trong clip này em sẽ quay đến bác một loạt bát chép. Thì bát chép đây em về nó được tương đối rồi. Nói chung gần này bát chép nó là tương đối đạt được khoảng nửa già số lượng em về rồi. Tầm dự kiến trong cuối tuần này hoặc là sang đầu tuần sau là sẽ về full các mã của DB lốt nữa. Thì chính vì về nhiều như vậy nên là em sẽ đổ cả buôn, đổ xỉ, đổ lẻ cho anh em đại lý. Nhưng cái ngược lại bên em bán ấy là bát chép nhà em bán là 100% bát chép nhập khẩu ấy nhá, nhập khẩu chính hãng luôn, chứ em không bán hàng trôi nổi. Đó là cái nguyên tắc em Hiếu Minh bán hàng. Dù bán bát chép rời nhưng bán hàng chính hãng, vì cái chất lượng của hàng chính hãng ấy thì nó được, thứ nhất là giá thành nó có để một xem, hai là nhìn hơn bên kia mà sản phẩm bằng chỗ lổi một tí, nhưng ngược lại cái chất lượng nó cho ra cực kỳ bền và nó hay đấy. Bản thân em lên những cấu hình combo array vậy, nhưng ngoài những cấu hình combo array như hôm nay em quay đây thì luôn sẵn hàng những sản phẩm như của DB Altix cái kho rộng ghê ấy, kho gần 200m em nhá. Thì đây thì ở đây thì em quay này bát chép nha, đây là mới về một phần này, ngày mai hãng cấp sang thêm này, mới nữa về của sản phẩm DB nữa thì ngập luôn hàng công hàng, sản phẩm hàng nhập khẩu phun thuế nhá, phun thuế của BBK anh em chơi nó tuyệt vời luôn. Giá thì bọn em bán tốt nhất thị trường thôi, chỉ đơn giản là bên nào bán hàng thì em báo giá tốt nhất. Thì ngoài sản phẩm này thì bên em sẽ hỗ trợ là giá tốt nhất đối với sản phẩm bát chép, thì ngoài ra thì em còn hỗ trợ những sản phẩm như đẩy công suất hay là những sản phẩm array sự kiện giá tốt nhất. Để em đầu video em quay luôn cho bác anh em. Rất nhiều bát chép nhá, bát chép rời phân tần. Em có nhu cầu lên cấu hình như trước đây các bác mua những bộ loa hay bộ array mà trước đây nó kém ý, mà cần em tư vấn để làm sao lên cấu hình nó hay hơn thì liên hệ đây em tư vấn hỗ trợ lưng đời đổi các mua thẳng cho các bác anh em chơi. Thì tại Hiếu Minh cơ sở 3 thì là tại cạnh cổng khu đô thị Đô Nghĩa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. Trên đường này thì rất là to, công đi là tận lơi nhá. Em vì hôm trước mở ở xưởng kia em có quay rồi đấy, thì cái xưởng đấy nhỏ được có hơn 100m thì là em đến khi em xếp hàng xong thấy chật quá nhà, nhiều khi là lắng mưa là cái hôm trời mưa chẳng hạn các bác là và không có chỗ test, nên là em sang xưởng này rộng rãi hẳn, nó lên đến cả chục cấu hình chạy xung quanh cái xưởng này cũng thoải mái luôn, hàng chục cấu hình thoải mái luôn. Mà em sẽ lên tiếp tục lên khoảng 4-5 cấu, 6 cấu, lúc nào sẵn khoảng 4-5 cấu hình cho các bác anh em chơi cũng như là tham khảo. Thì ở đây thì tập trung vào vấn đề như bát chép, em vẫn tập trung vào bán cả phụ kiện cho anh em cũng như bác. Thì tất nhiên là giá tốt nhất thị trường rồi. Kênh em ý, khác kênh khác là kênh em để giá lên miết và nó sẽ chọn đời luôn, để giá tốt nhất luôn cho bác luôn. Vì em nhập Hiếu Minh đây nhập số lượng về nhiều rồi, số lượng về nhiều nên em gọi là anh em ở đâu bán rẻ hơn các bác cứ nhắn cho em, chụp lại em cái tin nhắn bên nào bán rẻ cùng cái mã đó, cửa hàng nào bán rẻ hơn em cứ chụp em lại tin nhắn, em sẽ bán rẻ hơn bên đơn vị đó khoảng độ cái bát chép này sẽ ở 100-200, còn đâu em bình thường đây em đã bán rẻ khoảng 400-500 nghìn một cặp rồi các bác nhá. Còn nếu muốn rẻ hơn, các bác muốn rẻ hơn bác cứ chỉ chụp em cái tin nhắn cứ so luôn, chơi khô máu luôn các bạn. Thì đây bác có nhu cầu thì liên hệ em qua các số điện thoại, đây số điện thoại bên dưới thì có phụ trách của anh Dũng là giám đốc điều hành của bên mảng sự kiện. Thì bên dưới là 0938 132 388 là số anh Dũng cầm nhé. Còn em gọi phụ vì như biết thì bên em là 4 cửa hàng thì vấn đề ở đây là vụ nhà để mà nghe toàn bộ máy là không nghe nổi hết được thì cứ san ra thôi. Còn bên em này em cầm số bên trên thì là 0389 840 238, thì số bên trên thì vụ nhà các bác có nhu cầu mà như lâng đời rồi các thì bên này em vô có cái em sẽ khác với một số các anh em khác là cái khả năng của em là có định được giá sản phẩm. Định giá sản phẩm không phải ai định giá đâu các bạn. Trải qua rất nhiều năm học tập học hỏi đây là bao nhiêu thì phải có kinh nghiệm về bát chép nhá. Về chất lượng của bát chép là không phải ai cũng biết đâu. Mà em cái kênh của em bán ở đây là em có 8 đến 9 năm kinh nghiệm nhập hàng bãi. Đấy, về chất lượng của bát sản phẩm và mình nghe đủ các loại loa rồi. Kiểu nào thì mình chiều bác được. Phân khúc loa nào cũng có,
loa đến mượn 5-7 triệu, 4-5 triệu, chục triệu, 20-30 triệu, 40-50 triệu, 60-70 triệu như Lexo trước các thứ Adamson em mình đều có sẵn hàng, hai cái dòng JBL em đều có sẵn hàng. Nhưng mà khi mình trải qua được nhiều như thế thì cái tai mình thính hơn và cái độ nhìn nhận mình, cái hiểu biết mình cao hơn. Chính vì vậy mà em trải qua như thế thì nên là cái khả năng của em sẽ khác với cửa hàng khác, là em có định được giá cái sản phẩm. Vì làm sao? Vì em mong muốn những sản phẩm mà từ trước đây ấy. Trước đây Tú ơi, em phải em quay đi, anh nói cho. Em quay anh cũng được, anh phân tích cho, anh cởi áo. Quay em muốn chia sẻ kinh nghiệm cho bác. Em muốn đây ấy, là cái sản phẩm em bán ra ấy, là em muốn hỗ trợ anh em từ xưa nay Vũ biết được cái sự kiện đó, một cái mảng nó rất là rộng. Và nó cái thứ hai là nó ở đây là anh em chơi những cái bộ sự kiện nó rất là lâu đời rồi, 5-7 năm rồi, nó cũ kỹ quá rồi, nó kém rồi, mà nhiều khi các bán không biết bán cho ai, thì gặp ý của mình em thì em có thể thâu lại lâng đời cho anh em với tất cả sản phẩm và định giá cực kỳ hợp lý. Ngoài định giá hợp lý thì em còn bán cái sản phẩm ra cực kỳ hợp lý, chỉ đơn giản thôi. Và quay vào vấn đề ngày hôm nay, đó là cái đầu video em chia sẻ. Quay vào vấn đề ngày hôm nay thì em sẽ quay dòng bát. Thì tất cả những sản phẩm bát nhập khẩu bên em bán là dòng những PBM. Nhưng mà những dòng này nhiều đơn vị bán rồi. Những cái sản phẩm em bán là, nhưng mà những đơn vị khác cũng bán bát chép rời bán, nhưng mà họ chỉ điểm 1-2 mã thôi. Nhưng bên em thì bán toàn bộ 100% nhập khẩu BM này, MA này. Những sản phẩm hàng nhập khẩu sẽ có tem phụ đây này. Đây bác lưu cho em nhé, tem phụ này. Đấy, tem phụ này. MA này. Sản phẩm BVK này. Bề kép này. Hôm trước hết cái dòng từ này. Bác nhìn cái từ thì bàn tay của em này. Từ 280 nhá, co 125. Siêu khổng lồ luôn. Đấy, cực kỳ khổng lồ luôn ạ. Rồi. Quay vào đây. Đấy, nó sẽ là từ leo bi này. Leo bi co 125 này. Đấy, leo bi co 125 nhá. Nhá hình qua đi. Rồi, anh xin phép cầm máy để anh phân tích cho. Tú phụ cầm anh nhá. Thì đây em sẽ quay đầu tiên cho bác nào anh em chuyên sự kiện. Anh em chuyên sự kiện mở đánh ở đây như là đánh như kiểu kẹo kéo, nhanh thu hồi vốn. Vì sao em muốn bán sản phẩm bát chép rời? Vì là liên quan, nhưng lại phải bán sản phẩm chất lượng, nhưng lại giá lại hợp lý, giá cực kỳ hợp lý luôn. Bảo tất cả những sản phẩm bát chép em bán nhá, bảo hành cho các bác 1 năm về tiếng luôn nhá. Bảo hành 1 năm về chất lượng luôn. Đấy, ok chưa? Chứ phải bán xong là xong đâu ạ. Em bán ở đây muốn là cái độ phủ của uy tín của mình. Đấy. Trước mắt các bác nào con bát từ thường, cho những bác nào đánh súp đơn, đánh kẹo kéo, đánh nhanh thu hồi vốn thì bác chơi con này cho em. 6 triệu một cặp bác nhá. 6 triệu một cặp. Bát chính hãng của BVK, dòng này thì đánh thì khỏi phải nghĩ rồi. Không còn gì diễn tả. Cái dòng này thì anh em bán nhiều và bản thân Hiếu Minh thôi, bán rất nhiều. Đây là giá lẻ nhá, 6 triệu một cặp, chơi một chiếc bác nhá, một cặp này. Từ 280 con 125. Để đánh được quả súp này các bác đánh cho em con đẩy tầm 1500W nhá mới đánh được thoát hết tiếng thôi nhá. 1500W để đánh một quả này, một kênh. Thằng BBK thì các bác dùng khỏi nghĩ rồi. Để em bảo hành 1 năm luôn nhá. Các bác thấy ở đâu bán bát chép bảo hành như em không? Vì những sản phẩm này là nhà hãng cam kết chất lượng. Và em cũng có vài em đã nghiên cứu rồi. Rồi, đấy. Này bác nhìn này, cái sản phẩm hàng hãng này bác bọc hai này. Hai lớp thùng này, một lớp thùng ngoài trên bên trong bọc giấy nữa. Model hàng nhập khẩu đây, bác nhìn này. Model BC 185 800. Đấy. Hàng nhập khẩu nhá, chính hãng luôn. 6 triệu một cặp. Cho các bác nào chuyên đi sự kiện lớn, sự kiện đánh khoảng 300-400 khách đấy. Đánh con từ thường thì ok, 300-400 khách đánh một cặp đơn tuyệt vời. Quay sang đây là bát 50 từ 280 còn 125. Tình Hiếu Minh là vào việc luôn. Bên cạnh đây là quả BVK cũng bát 50 từ 220 còn 100 đít lồi. Có nhá. Đít lồi, dòng này dòng bánh răng như dòng giờ xếp này. Côn hở hai tầng côn, côn hở hai tầng côn. Bên cạnh đây là dòng đít lồi. Đít lồi từ 220 còn 100 thép bích ánh bằng màu. Những sản phẩm chất lượng ấy thì vào thứ nhất, những sản phẩm hãng các bác lưu ý em này. Không phải tự dưng người ta muốn là thứ nhất bán hãng này, người ta nó liên quan đến danh tiếng của một hãng luôn, nên sản phẩm thường sẽ chất lượng. Bây giờ bác mua hàng trôi nổi thị trường có thể rẻ hơn được 200-300 nghìn thôi, em thật sự không rẻ hơn nhiều đâu, 200-300 thôi, nhưng nó sẽ khác từ cái màu từ này, nhờ nhạt hơn bác nhìn kìa, nó sáng loạng. 3.900.000 một cặp, 3.900.000 một cặp từ 220
coi 100 các ông nhá. Bắt 50. Côn hở hai tầng côn. Côn. Đấy. Có nhìn cái màng nó này. Màng nó dày đánh nó mới phủ rộng được. Cân độ giảm dầu 3 lớp bảo hành 1 năm. Bán hôm nay bán xả luôn, trực tiếp giá luôn. Tiếp theo ạ. Tiếp theo là dòng bát MA ở phân khúc MA. Đây. MA từ có hai mã là từ 17 và từ 19, bát 30. Từ 17. Từ 17 coi 75. Đấy. Bác nhìn thấy từ cái cầu ấy, một là bằng inox, hai là bằng đồng. Có chất lượng không? Và nhìn nó rất là khôn. Em thật sự em bây giờ em quay hình này không biết miêu tả các bác thế nào, nhưng một cái bát chất lượng ấy, thì bác để ý vào cái, từ cái màng, từ cái CD nó đây, như BBK này em không quay hết thôi, bác nhìn này. BBK này, CD này, có nhái cũng nhái được đâu bác nhá. Đấy. Nó khôn lắm, nó khôn từng chi tiết luôn, từng cái mã tem các thứ luôn, nó khôn lắm. QC này. Đó nhá. QC này, nó không đơn giản như bác nghĩ đâu. Đấy, bên cạnh đây ấy làm đôi bát 30 từ 17 coi 75, giá 1.850.000 đồng một cặp các nhá, 1.850.000 đồng một cặp, bao mức giá tốt nhất thị trường Việt Nam, anh em ngồi tham khảo giá thoải mái. Đấy, made in BRC, có để đánh được một cặp bát này, đánh được quả bát này cộng với cái chép thì đánh khoảng con đẩy khoảng 500-600W các bác nhá. Rồi bác lật anh cái bát này lên hay từ túi ơi, cứ lật lên gông đi. Cân độ tẩm dầu 2 lớp. Đấy, keo dưỡng ở hàng công ty bác nhìn này. Keo dưỡng nó mượt lắm, nó nhìn nó không bị dại. Nhìn nó không bị dại không nhá. Đấy, QC này. Nói chung tất cả sản phẩm Hiếu Minh đợt này em làm sẽ cố gắng nhất có thể là nó trau chuốt nhất, sản phẩm nhập về nó chất lượng và tất nhiên là giá cũng tốt nhất rồi. Vì bản thân là không phải tự dưng giá tốt đâu, mà bây giờ bản thân là để ép nhà nhập phải nhập số lượng kia. Bác thấy cửa hàng nhập số lượng bát chép này ạ. Nhập số lượng nhiều vậy thì tất nhiên là nó áp lực sẽ là phải ra hàng. Thì ra hàng thì bên em ngoài đổ buôn cho anh em thợ thuyền cửa hàng thì em bán cả bán lẻ giá tốt luôn. 1.850.000 đồng một cặp. Con này là từ 17 coi 75. Bên cạnh là từ 19 nhá. Từ 19 coi 75. À quên, xin lỗi, coi 76. Từ 19 coi 76. Đấy, cứ nói như vội. Từ 19 coi 76 ấy nhá. QC này. Tất cả sản phẩm em bán này bác này. QC này, QC bát này. Lật lên tú. Con này giá bao nhiêu nhỉ? Vừa bán nhiêu? 2 triệu. Lệch mất 150 thôi, nhưng mà từ 19 nó đắt hơn con từ 17 có 150. 2 triệu. Và bình thường mua những đôi bát này thị trường cùng cái mã này luôn. Quất anh em quất vào giá 2 triệu. 2.5 triệu em 2 triệu. Tính em là Hiếu Minh là vào việc. 2 triệu có nhá. Nói có thể là hơi gay gắt một tí nhưng rất là sẵn phẳng. Em rất là sẵn phẳng vào việc thì nói như thế để là gì? Để các bác mua hàng nó nhanh gọn, mà em thế thôi, em quảng báo cáo sản phẩm nó nhanh gọn. Đấy. Bên cạnh đây là sản phẩm của BM. BM thì một sản phẩm cũng bán cũng có rất là tiếng thị trường, chính hãng nhập khẩu. Quá quen thuộc của những bác nào chơi có biết rồi. Bao năm nay. Đấy. Cái con này thì cũng có hai phiên bản. Một dòng là từ 17 coi 76, một dòng là từ 19 coi 76. Thì trước mắt các bác con BM này thì để đánh quả bát này thì bác đánh con cũng đẩy khoảng 400-500W và một cặp này có 1.900.000 thôi, giá êm hơn so với MA. Đấy. Nào lật cái tú ơi. Gông của nó gông găng đúc nhá. 2 này, 4 6 gông này. Còn dòng này gông oval này. Đấy, gông hình quả chám này. Gông kép quả chám. Thì tất cả những dòng bát bên em Hiếu Minh nhập khẩu hiện tại bây giờ hay những dòng BM ở đây nó sử dụng hai tầng côn. Đánh hai tầng côn của nó thì tiếng ra rất là hay, tiếng nó mềm và độ bền nó cao. Màng dưỡng này. Rất sắc nét như màng dưỡng này. Quay đủ các bác nhìn. Nhìn nó rất là khôn, những sản phẩm màng hãng nhìn rất là khôn và sắc nét. 1.900.000 một cặp này nhá các bác nhá. BM. Bên cạnh đây. Các bác nhìn sản phẩm BM này. Đấy. Ok, nó đi thử cùng hộp luôn các bạn. Thôi được rồi. Bên cạnh đây thì từ 17 có 76 thì model này sẽ rẻ hơn model từ 19 được 300.000 đồng, giá 1.600.000 đồng một cặp bát 30 từ 17 có 76, có 1.600.000 thôi các bạn, sản chính hãng luôn, từ dâu nhện này.
Nói chung em hay bắt bị bệnh nghề nghiệp. Bệnh nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp gì không? Là bán nhiều hàng bãi, nhiều. Cứ vậy thì là bây giờ cứ mở cái nhiều khi cứ mở cái con mới ra cứ phân tích từng cái nhỏ quá. Đấy, gọi bệnh nghề nghiệp. Thành những cái bệnh này thì có tốt cho các bác thôi. Nghe kênh em kênh review chi tiết cho phục vụ các bác đam mê. Cái bệnh này đối với em là gọi là bị nhiễm bệnh rồi. Nhưng mà đối với các bác thì cũng là một cái tâm huyết mà em chia sẻ đến toàn thể các bác anh em chơi. Đối với sản phẩm như cái bát rời ấy, sản phẩm hàng bãi vậy. Đấy. Giá 1.6 triệu nhá. Giá này giá một cặp các bác nhá. Em có bán cả một chiếc rời, nhưng bán một chiếc rời từ bát 40 trở lên mình bán một chiếc rời nhá. Còn từ bát 30 đổ xuống thì em bán theo cặp, em không bán rời một chiếc bát 30 đâu. Từ bát 40 trở lên hay bát 50 này em sẽ bán rời một chiếc là có, để anh em về ghép đánh súp, ghép súp hơi ấy. Còn từ bát 30 trở lên là phải đến mua theo cặp nhá. Bát 30 trở xuống là mình phải mua theo cặp, không bán rời một chiếc. Tiếp theo là quả bát BM 40 từ 19 qua 76. Từ 19 qua 76. Đấy. Côn hở nhá, con này gô gang đúc này. Wow. Côn hở hai tầng côn. Đánh dòng này phê lắm, dành các bác cái dễ dàng ghép súp này. Đánh súp về ghép quả súp đơn. Hay là các bác đánh như dòng như là đánh ghép vào những dòng như là loa full đơn 40 thì liên hệ đơn vị Miro nhá. Đấy, cái này thì giá này, từ con này trở lên em bán được một chiếc được này, về anh em ghép súp được. 2.1 triệu quả, nếu mà mua một chiếc thì là giá là 1.050.000 thôi. Đấy. Còn 2.1 triệu một cặp các nhá. Giá hợp lý bao các bác check choác. Rồi các bác tham khảo thoải mái. Tính em là vì sao em phải dán cái giá này, vì là nó rõ ràng luôn. Đấy. Đấy. Bát 40 từ 19 qua 76. Đấy. 1, 2, 3 hãng BBK đều xếp theo hãng luôn. BBK này thiếu mấy mã nữa không ạ? Thôi rồi tí mai bỏ ra. BBK này vẫn còn mã nữa các nhá. BBK thì gần như bờ hãng cấp về full mã. Ở đây trước mắt các bác là quả bát 40. Bát 40. Đây bác thấy giá này. Bát 40, bát 40 kia. Nhưng BBK giá rất êm. Các bác mua trên trường những sản phẩm trôi nổi không phải nhập khẩu chính hãng gì anh em. Không phải nhập khẩu chính hãng gì bác mua về trôi nổi thì giá nó cũng loanh quanh giá này rồi, thì thay vào đó bác mua những sản phẩm này nó an tâm, không phải nghĩ. Tính em không mỹ miều đâu, tính em hay vào việc, em mua các mua hàng bãi bên em hay vào việc đấy, vì em nhập nhiều em giá tốt, chỉ đơn giản thế thôi, hàng bãi cũng vậy. Ở đây bác thấy này, là quả trước mắt các bác đây là củ bát 40 từ 19 coi 76 đúng không? Mà thế nào? Ừ đúng rồi, coi 76 rồi. Bát 40 BVK giá đôi này về bác ghép súp được này, hay đánh phun được này, tuyệt vời luôn. 2.600.000 đồng một cặp các nhá. 2.600.000 đồng một cặp. Gông gang đúc niền khối, côn hở, côn nhôm dây dẹt hai tầng côn, đánh không lo bị cháy không nhá. Dòng này là từ cái từ nó từ ánh người màu, cái từ ánh người màu ấy, cái chất bát nó ra nó sẽ hay hơn rất nhiều cho với sản phẩm bát của thông thường các nhá. Bát từ ánh màu nó chỉ tích hợp trên những dòng loa như JBL, những dòng loa như BMB, như BB là đời cao, những dòng như là đời cao như dòng là BB 2012, BB 5000C đấy, hay là 3012 đấy, những dòng đời cao mà nó mới có sử dụng ánh màu thôi, và BBK nó cũng vậy. 2.6 triệu một cặp. Bát 40 từ 19 coi 76 nhé. Bên cạnh đây là bát 30 từ 19 coi 76. Bát 30 từ 19 coi 76 và cái điều quan trọng là giá 2.300.000 đồng một cặp. 2.300.000 đồng một cặp, xin nhắc lại. Giá cực tốt, bao nhìn cái côn nó này. Hai tầng côn bác, cái côn này bác côn nhìn đi. Côn chưa lỗ thôi, lỗ thoát hơi côn này. Gân nội tẩm dầu hai lớp. Đấy. Màng dưỡng, cái màng dưỡng này nó cái tác dụng của nó bác gì không? Trên những dòng loa thông thường các mua hiện trường ý, thì những dòng loa không tên tuổi, những dòng bát không tên tuổi thì thường nó dưỡng, tỷ lệ dưỡng màng rất là thấp, nó sẽ có màu xanh, màu đỏ, từ màu vàng, từ màu xanh, từ màu đỏ, các bác xem nhiều kênh các bác biết, từ màu xám, nói chung đủ các loại màu lè loẹt. Bát vậy, bát màu trắng rồi bát màu ghi có, thì những dòng này dưỡng là rất cẩn thận, trau chuốt từ cái dưỡng này. Vì khi cái bát chất lượng dưỡng này vào đánh nó sẽ tính bát sâu hơn,
nó có độ mềm nhưng nó có độ sâu, nó ấm các bác nhá. Cân nội tẩm dầu hai lớp và giá của đôi dòng con này là bát 30 từ 19 coi 76, giá 2.300.000 đồng một cặp. Thì các bác có tất nhiên là những bác nào đã mua những cặp loa nguyên chiếc thì không nói, nhưng cái bát rời này sẽ phục vụ cho những bác nào có biết những cái tệp khách hàng. Thứ nhất là Array, thứ hai là cái tệp khách hàng cho những bác nào mà trước đây các bác mua những dòng loa nó kém, hay kể cả những trước đây các bác mua những dòng loa lâu đời quá rồi, có thể là chính hãng nhưng lâu đời quá rồi, như là loa cổ lâu đời quá rồi nhưng mà nó không may nó bị cháy bát hay chép, khi các bác đi sửa cái côn cái bát cái chép về ấy, đấy đánh tiếng nó sẽ rất là kém, thì bác phải mua những sản phẩm bát rời chính hãng này về ghép vào để cho cái chất lượng âm nó ra nó hay hơn, tiếng nó bay bổng hơn đấy. Như để thay thế như bên em cái xưởng này là cái xưởng sự kiện, xưởng sự kiện, xưởng công trình, rồi là cái xưởng phụ kiện cho những bác nào thay thế, cho những bác nào chơi lâu đời nay chất âm những dòng loa nó kém cần nâng cấp thì liên hệ đơn vị Humero nâng cấp nhá, thu gom hết tất cả những dòng bát mà trước đây hay những dòng loa nó kém các nu đầu đổi các thì cứ liên hệ em. Mình nhìn này cái xi màng dòng BBK nó thật sự em chất lắm, em thấy cực kỳ chất luôn, chất từng cái mã bát mã màng. Và đây là củ leo khối của BBK, cái củ này là sắp tới em sẽ ráp mà là thành phẩm của nó sẽ là Array này. Cái dòng này thì tiếng hay lắm, mỗi tội nó hơi đắt tí thôi. Nói chung là tiếng đắt, nó hơi đắt tí, em thấy nó đắt hơn so bình thường tí nhưng mà đắt nó sắt ra miếng. Tiếng nó hay lắm, nó hay lắm, nó mềm mà nó phủ đi xa, nó biết không. Nói chung là quay không này nó khó miêu tả, nhưng nó thật sự luôn là em, cái kênh em thì các bác biết rồi, là kênh mức giá tốt nhất thị trường Việt Nam rồi. Là kênh em mở nhiều chi nhánh, mục đích là vì là cũng cạnh tranh về giá thành, về độ phủ sản phẩm, về đa dạng sản phẩm, nên là em chả dạy gì mà em bán giá cao cả. Đấy, em chả mất gì, em cứ nhập về nhiều, em bỏ vốn ra nhiều, em nhập nhiều em bán giá rẻ cho các bác anh em chơi nó sướng. Nên là nhưng cái điều quan trọng cái bát này nó cái chất lượng nó hay hơn cái mong đợi, chính vậy giá thành nó so với và các mẫu không đen khác này em thấy nó cứng hơn một chút, nhưng mà cái chất lượng thì tuyệt vời, không phải nghĩ luôn, đánh đôi này thì nó ngang ngửa 40 luôn. Giá 4 triệu một cặp. 4 triệu một cặp nhá. 4 triệu cặp. Cân độ tầng dầu 3 lớp, khi bác nhìn nó rất là khôn này. Côn 76 này. Wow. Bác nhìn không? Nó chi tiết từng chi tiết một nhện đen nhá, nhện đen nó chỉ tích hợp trên JBL thôi. Hay những dòng loa cao cấp như dòng DMX bản cơ cao như 8012, dòng JBL như 4010. 4010 hay là dòng như K dòng ca JBL KP052, nghĩa chỉ tích hợp trên dòng loa cao cấp mới có thôi. Và cái bát này nó ý em muốn nhấn mạnh là nó cũng như thế vậy. Đấy, dòng của BK có mã model nó VK1276L. Đấy. Ok. Đấy, có cả chép của BK nhá, em cứ quay bát trước. Bên cạnh đây là dòng bát leo. Tú cho anh công đức. Anh xin công đức. Bát neo con 125 Sili nhập khẩu. Sili thì bên em nhập ở đây thì gồm bát 50 này, bát 40 này, bát 30 và bát 25, nghĩa Sili nhập full mã luôn đấy. Và em test cái bộ sự kiện chiều nay nó bằng mắt Sili, Sili tiếng hay lắm. Cảm ơn. Cái bát ở đây bát Sili các bạn thấy này. Cái bát Sili bát 50. Bát 50 khối bi, khối neo bi. Đấy, khối trên và neo một tầng bi ở dưới. Cái dòng này co 125 đánh cực kỳ lực. Các bác đánh xúc kép mà đánh bao, nếu mà ra thành phẩm một cặp xúc kép mà đánh 4 quả này thì bác đánh được khoảng độ 5 đến 700 khách, không nhá, 5 đến 700 khách thoải mái luôn. Còn chờ bác đánh 300 khách đến 500 khách bác chỉ đánh một cặp này thôi, nghe một cặp đơn. Cặp bát này 3 đến 500 khách phủ thoải mái luôn. Tiếng rất hay, bao phê, bảo hành 1 năm. Đây một sản phẩm chất lượng thì bác xoay vào đây. Cái từ nó sáng, nó chi tiết, em quay ra zoom này. Cái leo của nó cắt rất ngọt luôn bác nhỉ, ngọt. Cái kênh của em nó khác với các kênh khác là nhiều khi là anh em có thể quay từ xa xong test cái chất âm, mai em sẽ có test chất âm. Nhưng cái kênh em muốn nhấn mạnh vào cái độ sắc nét chi tiết của sản phẩm. Vì nó bị nhiễm của cái vấn đề là quay của vấn đề là loa bãi nhiều. Nó bãi cái sản phẩm chất lượng nó bãi và em muốn quay cái sản phẩm nó chất lượng thì nó sẽ phải review sát này. Đấy chưa? Chất lượng. Đấy, nó không thể bằng lời nói được đâu. Siri này. Siri 18NLF 50. Đấy.
dâu này. Đấy, côn này. Cái viền này bác nhá, bác nhìn không? Nghiêng lên, nhấc nghiêng lên cho anh. Đấy, bình tĩnh. Đây bác thấy chất chưa? Khi bình thường những dòng loa thông thường, súp thông thường bác thấy chỉ ép nhện thôi, cái nhện này rất là dày, nhện nó nhiều như miếng carbon nhá, nhện carbon luôn ấy, rất là dày này. Em ấn tay này phải dùng lực rất mạnh. Dí nhiều còn đau cả ngón tay, khớp tay luôn. Thì bác thấy này, ở đây này. Khi người ta ép nhện rồi, người ta ở đây công ty người ta còn làm thêm cái tầng vòng vòng nhựa ép xuống và bắt ốc nhá. Ép bình thường những dòng thông thường, những dòng loa nhỏ thông thường hay những dòng hãng thông thường thì bác chỉ mua được cái ép bình thường thôi. Đây nó ép. Ép đây là ép nhựa bên mặt trên phủ này. Ép hẳn tấm nhựa rồi bắt ốc, cái độ chịu đòn của nó cực kỳ cao để khi cái độ nhện, cái nhện nó nhảy lên cao đánh nó đánh hiểu cái màng nó rung, độ rung màng nó chịu đựng được cái nhện nó đâu bị bung. Và cái thứ hai là côn này. Chất lắm. Chất thật sự luôn, thật sự cái viền này. Thấy chưa? Nói chung em quay được cái viền này, viền này. Viền nhựa cứng nhá. Đấy. Chất lượng. Xốp nhựa cứng nhá. Cái nội tuần dầu 3 lớp màng dưỡng thì dày luôn. Đánh ngay với chất lượng. Và em có những bài test rồi. Rồi, ok. Tiếp theo nữa là quả quên, xin lỗi các bác. Đôi súp này thì em đang bán, anh em đang bán giã cho các bác thị trường mức giá khoảng 7,5-8 triệu. Và em thì mình chỉ có 6.900.000 đồng một cặp này. Các bác mua quả cũng được nhá, em như em nói rồi là mua từ 40 trở lên là em bán tách một chiếc rồi. Thì mua một quả thì là rơi 6 triệu. Rồi gọi là 7 là 3,5 triệu. Gọi là ví dụ là 3,4-5 triệu. 6,9 một cặp này nhá. 6,9 một cặp nhá, coi nhá. Tiếp theo nữa là quả ba bát 40. Đấy. Leo khối bác nhá, leo khối làm dòng leo cho chất âm rất là hay. Leo khối. À có 100. Leo khối có 100 nhá. Trời ơi. Quả leo khối có 100 này. Leo khối có 100. Gân nuôi tẩm dầu màng bóng, sản phẩm chính hãng của Silly. Mở lên. Leo khối QC. 3,2 triệu một cặp này. Gông của nó gông là gông kép bác nhá, gông kép gông xương cá. Gông xương cá kép, bọn em cái vòng này viền này giống xương cá miêu tả đúng không? Nhưng mà với kinh nghiệm em làm nghề thì đây gọi là gông xương cá. Và cái neo của Silly bắt 50 coi coi 125 này cũng vậy là gông xương cá nhá. Gông kép xương cá. Con này là bắt 40 coi 100. 3,2 triệu một cặp. Ok. Tiếp theo ạ. Là quả bắt 30. Bắt 30. Đấy. Coi 76. Neo khối của Silly. Giá 2,950,000 đồng một cặp các bác nhá. Giá bao tốt nhất thị trường Việt Nam. Em bán những dòng phụ kiện này em nói thật sự các bác là bán là có lời nhưng lời có tí công. Tí công chuyện chuyển tí công. Cái mục đích em muốn bán cái mảng sự kiện này là gì? Là em có em bán những sản phẩm như to chiếc này, em bán tất cả bộ dàn này em có lời rồi. Những cái phụ kiện này em bán gọi là tương tác cho các bác thôi. Nói chung em như em nói vào đầu video rồi. Ở đâu rẻ hơn chụp cho em cái tin nhắn đơn vị bán. Ok, Hiếu Minh bớt cho thêm 1-200 so với đơn vị khác bán. Bán khô máu luôn nha. 2,950,000 một cặp các bác nhá. Rồi. Bên cạnh đây là cặp bát 25 leo khối của Silly tiếp tục, sản chính hãng của Silly. Gông xương đúc. Đấy, gông hình kiểu xương cá. Đấy. Con này nhá, đừng khinh thường quá nhá. Bát 25 nhưng lại là coi 76. Đấy, chưa phải coi 63 nhá. Bát 25 coi 75. Ê mới chất. Đấy nhìn chưa? Coi bằng nhau luôn nhá. Silly. Đấy, leo khối. Giá 2,600,000 đồng một cặp. 2,600,000 đồng một cặp coi nhá. Rồi, vì những sản phẩm này các bác cứ tham khảo thoải mái vì nhiều người bán thôi. Tiếp theo nữa là sản phẩm bát neo RCF bát 40 coi 76. Bát 40 coi 76 bằng 100. Tú giật cho anh coi 100 nhỉ. Giật cho anh lên nào. Lấy con kia lên.
Con này cái bát lên. Để cho anh lên. Ừ, con này có 76, con này có 100 to hơn này. Bát R-Sep, bát neo 40 R-Sep. Đấy. Gông xương đúc. Đấy. Gông xương đúc giống gông ở đây giống như là giống xương bò. Đấy. Ở đây bác thấy này là neo khối bác nhá, neo khối R-Sep. Coi 76 bát 40 giá 2.900.000 đồng một cặp. 2.900.000 đồng một cặp. Chầm. Cái R-Sep này là hàng loại 1 sản xuất ở China. Đấy, quan điểm em bán hàng là có thế nào nói theo thế đấy. Và cái phẩm chất thì bác nhìn vào đây. Bát này. Côn này. Côn rốn nào này. Offer này. Gân lụa tẩm dầu này, màng bóng chống nước nhá. Từ cái gông này, từ sáng loạng này. Thép phỉ ánh 7 màu. Đấy. Nguyên khối. 2.900.000 đồng một cặp. Đi cùng này sản phẩm chính hãng, sản phẩm hàng loại chuẩn của nó bác nhìn là từ QC này, từ Masiri này. Bác chưa? Đấy bác nhá, hàng bên em ấy đầy đủ luôn, nha, nó chất lượng đây là bác để thấy là từ các cái mã vạch, từ các tem về chất lượng hơn hẳn so với sản phẩm hàng khác. Một số model anh có tính khác mời em giá bán này êm bằng nhau hoặc có thể rẻ hơn. 2.900.000 đồng một cặp này. Bát 40 coi 76 bác nhá. Neo. Bên cạnh đây là dòng tiếp theo là củ bát R-Sep, giá một cặp bác nhá. Bát R-Sep, bát 30 neo khối. Thép ánh 7 màu, 7 sắc cầu vồng. Đấy. QC này. Mã seri này. 2.950.000 đồng một cặp các nhá. Tú. Nhầm hai mã này à? Nhầm này cái nhầm rồi. Xin lỗi các bác. Em cái này 2.800.000 thôi anh. Bán này. 2.800.000. Ừ. Cái nhầm. Cái này của bác 40. Thôi không sao, nhầm tí. Em dán lại. Cái đôi này á là 2.800.000 đồng một cặp. Các nhá. Và chuyện chỉnh kia. Bát R-Sep 2.800.000 đồng một cặp. Cái này dài cũng là coi 76, nó to này chỉ có là cái gông nó rộng ra thôi. Nên giá thành so với giống kia nó ít thôi, thành 100.500 thôi. Giá nhập thế nào em bán giá rẻ như thế, đơn giản. Mã CD này 2.800.000 đồng một cặp. Bát R-Sep. Wow, có nhìn khôn không? Màng này thiết kế nó giống như gần như giống màng carbon. Tráng dưỡng các nhá. Gân nội tẩm dầu 3 lớp. Đấy. Em sẽ quay một clip dài full tất cả mã này. Rồi ngày mai về làm mã thêm em quay một clip dài nữa. Rồi em quay những clip từng chi tiết hay từng combo cho bác, cho các bác dễ hiểu, nhưng các bác xem bác chép giờ bác có thể tự định hình thành combo cũng được, hay là nhiều khi bác lười không xem dài hết thì em sẽ quay thành một, mai em sẽ quay từng combo một, nghe combo bác chép phân tần đấy, chép đấy, từng combo đấy, thì bây giờ em quay bát để cho anh em nào nhu cầu nâng cấp theo gu nhá. Thì dòng này là 2.800.000 đồng một cặp nhá. Bát 30 R-Sep, đây một loạt R-Sep đây, một loạt R-Sep thì đây gồm có bát 30, bát 40, bát 50. Thì trước mắt các bác này, bác cặp bát 30, bát 30 từ 19 coi 76 QC mã CD R-Sep. Để đánh được những cặp loa bát 30 nói chung toàn bộ hôm nay em quay, các bác phải đánh cho em con đẩy tầm 5 đến 600W các bác nhá. Lưu ý cho em này, đánh từ 5 đến 600W các bác nhá. Đấy, nhớ cho em vào. Đấy. Bát 30 từ 19 coi 76 giá 1.750.000 một cặp các bác nhá. Bóc ra. 1.750.000 một cặp các bác nhá. Đấy. Đây lật anh cái này Tú ơi. Cái dòng R-Sep thì là cái ưu điểm của nó là tính bát nó sâu lắm. Bát nó sâu. Vì cái bích nó dày, toàn đi chóp thôi. Nói chung các bác nào mà cần cái nhìn cái độ đẹp của từ thì R-Sep nó đáp ứng nhu cầu đấy. Và tiếng cũng rất là hay luôn. Rất ok luôn, giá thành hợp lý. 1.750.000 một cặp các bác nhá. Từ 19 coi 76
Đấy, bác nhìn hàng chuẩn này. Hàng chuẩn bác nhìn này. Nó khôn từ cái nhện nhá, từ gông như em quay này, sáng loạn này, nó cắt ngọt 5 cái từ này. Nhíp nó này, cái đít này. Cái viền xanh này bác nhìn không? Viền nó đậy, nó lắp đậy côn này. Xanh này mà. Từ nó sắc nét này cơ mà. Từ nhện vào này, bác nhìn không? Nó sắc nét từ cái màng này. Đấy, ý em muốn phải quay rõ, quay sát này bác biết à. Cái sẩm chất, quay chất lượng này này. Chứ phải bán giá rẻ mà lại hàng nó kém đâu. Mà đây muốn là cùng là sản phẩm chất lượng nhưng giá hợp lý. Quay sát này bác nhìn rõ cái chất lượng của sản phẩm. Khôn 1.750.000 một cặp. Bên cạnh đây là quả bát RCF bát 40. Phải không nhỉ? Ừ, bát 40 đúng không? Bát 40 từ 220 coi 100. Bát 40 từ 220 coi 100. Đây ạ. Đây QC này. Thì cái mã này mã nhập khẩu luôn nhá. Nghĩa là cái này sản phẩm chính hãng của PF bác nhá. Kia hàng Trung Quốc lại một đến đây là nghĩa là có thể nói là bát RCF vì là cái gông, cái cấu trúc của nó là của RCF nhưng được đơn vị nhập khẩu là PF bác nhá. PF. Nhưng cái đơn vị này ấy, là liên kết với đơn vị RCF nhập khẩu về. Đấy các bác tưởng tượng thế. Chứ không bình thường là vụ nhà bị dán tem RCF là xong đây là nhập khẩu về thì vẫn để cái tem nhập khẩu đây. PF. Coi từ 220 coi 100, cái này thì phù hợp cho vào đánh súp này. Mình nhớ. Từ nó đánh dòng này nặng lắm, nặng bát lắm. Bát nặng đánh súp dòng này khỏi nghĩ. Giá xoay đây. Giá 2.650.000 đồng trên một cặp. Bánh răng, gông bánh răng lật cho anh với Tú. Bát sử dụng bát mà màn ngấn. Cái màng ngấn này nhá, đặc điểm của màng ngấn này nó rất là hay này. Khi bác đánh cái giải đáp tuyến nó ra nó tạo sóng, nhiều khi gọi là sóng cộng hưởng. Sóng cộng hưởng thì bác đánh ra cái âm nó ra nó hay hơn rất nhiều so với màng trơn, đúng nhá. Nên tại sao RCF anh em hay thích cái bác ghép vào những quả súp bác anh em dựng lên là thế. Đấy. Dựng lên những quả bát này thì tiếng rất hay, cân độ tầm dầu 3 lớp gông đúc liền khối các bác nhá. Bác nhìn là từ cái nhện rất là khôn này nhá. Ok. Giá bao nhiêu lật lại báo giá lần nữa. 2.650.000 trên một cặp. Tiếp theo ạ. Tiếp theo là quả bát 40 từ 19. Lật cho anh vậy xem côn bao nhiêu. Ôi, từ 19 côn với 100 à? Chỉ khác nhau cái. Ừ, từ 19 côn 100 cơ các bạn. Nó vẫn vậy. Tại lốn nhìn rốn là biết ngay. Đây, lật lên. Lật lên. Con này từ 19 con 100 nhá. Đấy. Từ 19 con 100 của RCF con này rẻ hơn ít thôi. Đấy. Ờ em dám vào đây. Khác nhau cái côn à, khác nhau cái bông. Bông à? Có tem này, cái dòng này bông RCF này. Đấy. Con này từ 19 con 100 nhá. Giá 2.100.000 đồng. 2.100.000 đồng nhé. Bóng mất cái tem rồi xem. Tí nữa dán vào. Sao mà chuẩn bác nhìn vào đây. Từ cái VC về này. VC này. Lật cho anh xoay về. Cực kỳ chất lượng luôn. Màng này. Xoay lên cho anh. Giá bao nhiêu nhỉ? Quên giá. 2.1 triệu nhá. Rẻ được mấy trăm thì nào? Trên nhau mấy trăm rồi? Vậy từ 2 triệu mấy, 2 triệu mấy? 2.650, con này có 2 triệu mốt thôi. Từ 19, coi 70, lật úp lên. Từ 19, coi 70, coi 100. Từ 19, coi 100. Giá 2.100.000 đồng. Tiếp theo là bát 50. Từ 220, coi 100. Đít chóp, bao nhiêu? Đít lồi. Giống cái mũi lồi. Thực ra nó thiết kế này không phải thích mà được đâu các bạn. Vì cái dòng này ấy, bát ra rất là sâu và lặng. Nên cái này thứ nhất là thoát hơi, cái thứ hai là cái cộng hưởng từ nó ra ấy, để đánh. Chia sẻ với anh em cái này là nó có các cái lỗ thông hơi này giúp giải nhiệt cho côn nó tốt hơn. Đúng rồi. Tức là nó sẽ lấy một phần khí của cái màng khi dao động. Nó sẽ giải nhiệt cho côn khi mà đánh trong một thời gian dài. Đó. Đấy, đúng nó rồi. Sẽ giải nhiệt cho côn tốt hơn. Đúng rồi.
Đây là cái dòng bát RCF này thì liên quan dòng côn 100 này thì em chia sẻ các bác này thì là rất nhiều các bác hay về ghép dòng này thì là rất dễ ghép, rất dễ hợp với các cái dòng vỏ thùng. Đấy, vỏ thùng phổ thông hầu như là những cái vỏ thùng mà để các bác ghép cái dòng côn 100 này thì rất dễ ghép. Nói chung cái con bát này thì nó ghép với đa dạng vỏ thùng. Đúng, về các bác gái ghép dễ, mà trước đây vụ như các bác mà chơi những bộ là súp mà không may nó bị cháy thì cứ là giá cho em cặp này có 3 triệu một cặp thôi. 3 triệu một cặp, giá 350. Hợp lý mà về bao giá rẻ nhất thị trường Việt Nam mà chất lượng tốt. Đấy. Cho anh em chia sẻ với cả các bác mọi người là như vậy. Rồi ok. Về vụ cháy bác khỏi đi sửa, bởi sửa bác mất 1 triệu mấy rồi, sửa một cái bát này các bác đem về thợ giã cho cứ tầm 1,2 triệu một cặp côn. 600-700 nghìn cái côn công sửa thì bác mua luôn cho em cái đôi mới về, không phải suy nghĩ thì tiếng hay hơn nhiều. Có 3 triệu một cặp thôi. Có 3 triệu một cặp. Rất là hợp lý luôn các bác nhá. Tiếp theo phân tần nhá, phân tần thì em quay nốt chép cho bác này. Phân tần đây thì bên em thì lại sẽ khác với các kênh khác này, sẽ bán đa dạng phân tần hơn vì nó liên quan đến vấn đề là một số mã phân tần cực kỳ cao cấp mà em nhập về đây là tất cả phân tần là phân tần chính hãng luôn nhập khẩu này. Đấy, một số mã này em kiểu lên cấu hình cho bác là ở Array ấy, nên là phân tần nó chất lượng cao, nó có bóng tụ lọc và đánh cho đỡ bị cháy bát cháy chép. Nên là tại sao em muốn mạnh miệng là em bảo là đối với Array bên Thủy Minh em bảo hành 1 năm cho anh em luôn nhá, không phải nghĩ luôn nhá, bảo hành xuống tiếng 1 năm luôn. Bán hàng bây giờ quan trọng nữa là vấn đề bảo hành hậu mãi nữa các bạn. Thì trước mắt đây không ghi giá đây à? Ở đây giá trước mắt qua đây là cái phân tần dành cho các bác nào đánh gọi là ba quay là 2 bát 1 chép này, 2 bát 1 chép của phân tần này nhá, 2 bát 1 chép này giá 1 triệu một cặp này, 2 bát 1 chép model của nó là SH 860L. Các chỗ khác bán cái bộ này toàn 1,3-1,4 triệu thôi, Hiếu Minh bán 1 triệu thôi, bán lấy vui lấy may cho anh em thôi, gọi bán đúng kiểu là lấy gọi là bán lấy tương tác thôi. Nó sẽ nếu bác đánh trên 7-2 năm ấy, đánh con này thì cực kỳ tốt, hoặc các bác đánh làm phun đôi một trên Array ấy, 2 bát 1 chép thì lấy con này nhá, 2 bát 1 chép nhá. Đấy. Đây là 2 bát 1 chép phân tần đi bao quay giá 1 triệu một cặp nhá, 1 triệu một cặp. Còn bên cạnh đây là phân tần, ở đây là các phân tần là đánh cho là 2 quay, nghĩa là một bát 1 chép này, 3 1 chép này giá 850.000 đồng một cặp. Thì cái phân tần này và phân tần này nó là một, chỉ có tách giảm chia quay ít đi thôi. Thì model của nó SH820L. Thì tất cả phân tần này là phân tần đều chống cháy cho nó bát nó chép hết, cực kỳ cao cấp luôn, lẫy bằng đồng 100%, cực kề cho bác giờ chỉ kẹp dây phát là xong thôi, không phải hàn hiếc gì cả. Đấy, cực kỳ chắc luôn nhá, chân lẫy bằng đồng. Giá 850.000 đồng trên một cặp SH820L. Cái này thì em lắp chính ở Array luôn này. Còn đây thì phân tần tiếp tục là 2 quay ở phân khúc giá êm hơn một tí, sản phẩm chính hãng luôn nhá, chính hãng SH226L. Thì con này nó tích hợp nó chỉ giá êm hơn nhưng về cơ bản chất nó là một như nhau. Nhưng ở đây là cái về bạn thấy như nhau gì không? Ở đây là cái hãng này, thì biết thì nhập riêng phụ kiện này sẽ nhập hãng, nhưng mà nó sẽ chia làm mấy hãng liền sản xuất liền. Nên là bên hãng này thì giá nó êm hơn được 50k thôi. Thì riêng model này là model của nó là SH226L. Em quay đây. Giá 800.000 đồng trên một cặp các nhá. Phân tần này 800.000 đồng trên một cặp. Đấy. Còn ở phân khúc rẻ hơn thì bác đánh đây như là đánh 2 quay model cũng rất gấu, giá 730.000 đồng trên một cặp. Cái này thì cho bác nào đánh như trên tất nhiên là tất cả phân tần em đang bán đây, bác nhìn này, bình thường bác mua những dòng loa gióng thông thường anh em nhé, cái phân tần nó chỉ đúng có 1-2 con trở một con tụ nó bằng lửa phân tần này của em. Nhưng em vì cái kênh của em là kênh thứ nhất là nhiều cửa hàng, cái thứ hai nữa là bán đa dạng tất cả các sản phẩm âm thanh, nên em muốn là bán cái đồ gì nó cũng phải chất một tí, thà bán ít lợi nhuận, nghĩa là sản phẩm chất nhưng bán rẻ đi còn hơn. Chứ bơ bán hàng kém quá các bác dùng một thời gian về thì nó sẽ ảnh hưởng danh tiếng của em rất là cao, nên là em muốn là bán hàng chất tí. Nên khi bác vào nhìn vào cái phân tần như em đang quay bác thấy nó gấu, nó to gấu mèo có nhá. Các mua đã mua được những bộ bát chép thì bác cố 100-200 nó không là gì đâu, ví dụ nó đắt hơn tiền triệu thì em mới bảo các bác, khuyên các bác là dừng, vì cái giá em bán bác các cặp bát này rẻ nó khác 400-500 rồi, hay những cặp chép rẻ nó 100-200 rồi các đơn khác rồi,
thì tổng combo bác mua lại rẻ hơn các đội khác 700-800 rồi, nên là khi bác mua phân tần, thay vì các bác mua rẻ được 100-200, bác cố lên cho em cái phân tần chất lượng hơn, để cho cái chất lượng bát chép nó ra nó hay hơn bác nhá. Vì cái phân tần nó là đầu lão ấy bác nhá, không phải đơn giản đâu. 750k trên một cặp này, đánh hai quay. Bác nhìn cái nó gấu hơn hẳn, nó to như một cái phân tần bãi như thông thường. Đây cái này ba quay này bác nhìn này, nó gấu mèo chưa? Ba quay này. Tại sao phải nói ba quay, bác nhìn vào đây này. Lao là hai bát nhá, nó chia là hai cổng. Bác nhìn được hai hàn đi vào, hai đường ra, hai đường ra. Hai đường ra. Lao bốn đường vào. Hai đường. À xin lỗi là bốn đường ra này. Hai nghĩa là cho chép này, hai đường ra này. Có thể đánh có nghĩa là đánh cho như là 725 này, đánh cho là Arai phun đôi này. Đấy thì đánh con phân tần này, gấu mèo này, tụ toàn tụ xịn thôi. Nói chung nhìn là biết rồi. 950k trên một cầm này. Cái này nó rẻ hơn cái này nó một phần là do là phải các bác phải tự hàn. Tự hàn cái chân dân dây vào đây. Nó rẻ được mấy chục thôi, nó chả rẻ nhiều. Các bác nhìn phân tần nó chất lượng cái này cơ mà. Nó to như một cái quyển vở học sinh vậy, to như một cái quyển sách vậy. Cảm làm thế này nó bo như thế này cơ mà. Nó khỏe như bình thường, tụ nó toàn tụ BC thôi. Cái tụ BC với tụ nhập khẩu nhá, PL. Tụ chịu được điện áp lớn này, 400 VDC này. Toàn điện áp lớn thôi, nó khỏe cái tụ thông thường đâu. Đấy, xem về em vừa review xong cái phần này phần tần. Quay vào này chép. Chép thì trong tuần này thì em chép về cũng khá được của cái dòng BBK và một số cái dòng BBC và chép của GBL. GBL thì là hàng loại 1 thôi nhá, nên giá nó êm. Chép BNC này, chất lượng này. Thì báo cáo bác biết thì đối sản phẩm trong vòng lội mai kia thì nó bạt ngàn, à quên, tuần sau nó sẽ bạt ngàn hơn. Vì lúc đấy sẽ phun các sản phẩm của DB về, những phụ kiện DB về như bát neo, rồi là bát thường, rồi là tép neo, neo có mấy kiểu neo liền, neo vì bên Array của DB ấy thì nó sẽ có hai model, bản PR và bản 112 cộng như bản thường. Thì em sẽ nhập phun mã phụ kiện về cho các bác anh em chơi. Thì trước mắt các bác đây là cặp leo, à cặp bát, à cặp chép của chép 750, của chép này chép coi 75, 76. Quả chép khủng bố, lặng lắm ạ, lặng như của bát thường, lặng lắm. Ui, không cầm được. Giá 1.250k trên một cặp này bác nhá. Chép 750 của BVK, sẩm chính hãng của BVK luôn. Sẩm chính hãng bác nhìn vào từ này, cắt rất ngọt, QC này, A75 này, 8 ohm này. Cái hộp thôi nó cũng chất lượng rồi. Đấy. Ủ chép to, trà bá. 1.250k trên một cặp này nhá. Giá thị trường em đang giã, các bác phải mức giá khoảng 1.500.000. Thì em bán rẻ được, nói chung cái đây nó nhỏ quá, đồ nhỏ quá thì rẻ được chỗ khác khoảng 150-200 thôi. 1.250.000 đồng trên một cặp này. Đấy, chép 750 này. Rồi tiếp theo là chép 450 hay là A44. 680.000 đồng trên một cặp này. Wow. BVK A44. Sản chính hãng của BVK nhá. Cái này nhá. Quên, anh để cái khóa đấy đâu rồi. Cái này đít của nó nhá. Lắp này này, nó bằng gang đấy bác nhá. Hôm quay thì các bác nhìn cái lắp này, nhìn nó hầm hố, nó làm tinh xảo đấy, bác lại tưởng bằng nhựa, không phải đâu. Bác nhìn chưa? Đấy. Bác thấy nếu mà bình thường cái chép rẻ tiền thông thường nhá, thì người ta làm như thế này đi, người ta làm như thế này nó đơn giản đi, đi dập khuôn như thế này, nó bánh răng này, nó liên quan đến vấn đề tản nhiệt và cái chất âm nó ra, nó độ phủ nữa. Nên khi hãng nhà hãng họ thiết kế này, nó thứ nhất nó biết là nó tốn công, nó đắt tiền nhưng mà giá rất hợp lý. Đấy, chứ nó nhiều khi các bác lại tưởng nhựa, cái bằng gang đúc nhá. Đấy. Tản nhiệt cho côn chắc rồi. Chưa? Khác bọt chưa? Bằng gang đấy nhá. Đây này, các bác muốn rẻ này. Các bác mua trên trường nhá, 400-450 cái này thì nó bằng gì ạ? Nó bằng nhựa. Và đây nó khác biệt đấy nhá, nó không giống nhau đâu, nhìn chưa? Để em so luôn các bác này. Thấy yeah. Nó khác hẳn, cái màu nó khác hẳn này. Đấy, nó đắt hơn một ít thôi nhưng nó khác biệt. Đấy. Trước mắt các bác còn chép 450 của BVK. Giá trên trường anh đang bán khoảng 800-850 thì Hiếu Minh bán có 680.000 đồng thôi. Giá quá êm. Không phải nghĩ một cặp này. 80.000 đồng, nó khác biệt hẳn luôn, đem so luôn bác. Nhiều khi nhiều đơn vị quay họ rơi rất là xa, các bác không biết cái gì, các bác không nhìn được sườn đâu. Nhưng đây là em so luôn, đây muốn rẻ đây, rẻ đây,
Các bác muốn rẻ được nữa không ạ? Mai em đi đặt cho bác, em mua cái loại rẻ nhất về cho bác luôn. Nhưng mà thực sự luôn em sợ mất tiếng tăm của em nên em phải mua loại tương đối tí. Nó khác bọt chưa? Nó đắt hơn tí, nó khác bọt chưa? Khác biệt đấy nhá, nó không đơn giản như bác nghĩ đâu. Nó khác biệt cả cái màu sắc luôn. Và trước mắt các bác đây là củ chép BNC, chép 750 BNC. Đây, chép 850, 750 này. Đấy. Neo bi. Dòng này thì cho tiếng rất là hay. Đấy, đã có bài test ở Array rồi đấy. Giá 1.900.000 đồng một cặp các nhá. Giá 1.900.000 đồng một cặp của chép BNC, QC, BNC. Đấy. 1.900.000 đồng một cặp này. Đánh thì bao phê luôn. Tất cả mã bát chép bên em bảo hành 1 năm nhá. Bảo hành 1 năm là tiếng ấy. BNC 1.900.000 đồng một cặp này, chép 850. Và đối chép 450 neo. Đấy, BNC, BNC nhá. 1.000.000 đồng cho một cặp. 1.000.000 đồng cho một cặp. 1.000.000 đồng cho một cặp nhá. Đấy. Em quay nhanh, nói chung dòng này bán quen thuộc rồi. Nhưng cái dòng phẩm chất thì giá tốt, đấy chỉ điểm đơn giản thôi. Đơn vị khác bán khoảng 1.3-1.4 triệu đấy một cặp này. Hôm mình bán 1 triệu. 1 triệu thôi và 1.900.000 thôi. Nhưng cộng tí công. Và đây một loại mẫu rẻ của dòng loại 1 Trung Quốc nhá. JBL chép 450, giá 450k trên một cặp này. Hàng loại 1 mới từ QC này. Sản phẩm hàng tuy là loại 1 nhưng em nhập về những sản phẩm hàng có QC. Nhà hàng kiểm định đàng hoàng các nhá. Kiểm định hàng QC này. Từ rất khôn. Rất khôn so với tầm giá. Đấy, của JBL 450.000 đồng trên một cặp. Để thiết bị cuối cùng trong ngày hôm nay, Hiếu Minh quay và tổng quan tại kho cái xưởng Hiếu Minh Auto. Anh em có nhu cầu mua sắm sản phẩm bát chép rời, mua yêu cầu những bộ sự kiện giá tốt thì liên hệ đơn vị Hiếu Minh Auto nhé. Và xin chân ái chào tất cả các bác nhé.